gì con? Con muốn ngày Obadiah mẹ ơi. Ồ, con muốn ở đó hả? Hết mùa hè rồi đâu có chơi được đâu. Con chào cô chú đi. Hello cô chú, hôm nay mẹ với Chay đi Costco. Chuẩn bị là Chay, chuẩn bị tới Noel nên là có cây thông Noel dựng ra kìa Chay kìa. Cô chú tự nhiên vô đây thấy một cái này bán cái mền. Mà cái mền nó có hai size nha, một cái size là Queen, một cái size là King ở Costco á. Rồi cái giường của nhà Ngọc là size King, là size bự nhất á. Nên là cái mền này là biết sao nó khác gì không? Nó là mình có thể hả, giống như nó có điện trong này là nó làm cho mình ấm á. Mình bấm điện là nó ấm 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 lên, mà Ngọc bình thường Ngọc rất là lạnh, Ngọc lạnh hoài à. Nên là phải thử mua cái mền này mới được. Cô chú anh chị nào mà ở Mỹ mà hay lạnh đồ này chiếc nọ, vô Costco thử cái hiệu này nha. Brookstone nè, một cái này là 80 đô. Giờ có ba màu không biết chọn màu nào á. Thôi lấy đại đi ha, lấy đại màu này đi ha. Màu này cái nhà có rồi. Này nói chung là mấy màu này cũng thân thuộc hết rồi. Không mua đại màu này đi. Đó là 80 đô là cỡ như ta 80 đô. 80 đô là cỡ 1 triệu 9 hả? 8 triệu 9 Việt Nam mình đó. Đó bây giờ đi shopping với Chay với mẹ Chay nha. Lâu quá cô chú chưa có đi Costco. Trời sắp tới Noel. Ừ, cái cây đó con, cái cây này con biết cái cây đó tiếng Anh gọi là gì không? Gọi là Christmas tree. Trời ơi Chay, mẹ không có thể nào mà chờ con lớn lên là mẹ cho con học mấy cái này liền á Chay ơi. Muốn học không? Muốn học là mẹ cho học ha. Mong mốt lớn lên đi mẹ cho học đàn. Trời ơi thấy mấy cái đàn piano đồ này kia mẹ phái lắm á Chay ơi. Thôi chị ngồi giùm em chị. Thôi nghe, không có đồ đồ chơi nữa nghe chưa? Bữa giờ mua đồ chơi quá trời rồi nghe chưa? Không có đòi nữa. Không có muốn nào đó. Goodness, mày. Không goodness gì đó. Thôi hôm qua mới mua mới rồi, tốn tiền rồi. Con là một tuần là mẹ tốn con không biết bao nhiêu tiền. Thôi đi. Không có thấy, khỏi thấy luôn. Đó. Chút lại mày cho thấy nha. Giờ mình đi mua đồ kia trước đã. Cô chú nè. Đây nè, quần áo mùa đông bây giờ lấy ra rồi cô chú thấy không? Giờ áo tay dài không này thấy không? Ui sao cái đầm này đẹp này Chay nè. Đây cái đầm này đẹp nè. Ui cái đầm này đẹp nha. Đây cái đầm này đẹp nè. Đầm này 3 tuổi nè Chay nè. Đầm này nhiêu cái đây? Ồ trời ơi Halloween ở đằng đó đó hả? Đây mày vẫn còn lại Halloween, cái đầm đó có khoảng 20 đô là cỡ khoảng 400-500 ngàn á mọi người. Ui cha ơi cái này mà để ở ngoài trời đẹp lắm mà nghe. Phải chi mình có cái nhà đàng hoàng á, mình để ngoài trời chứ nhà mình ở ngoài nhìn thấy ghê quá. Ồ, Chay mấy cái bộ đồ ngủ nè Chay nè. Bộ đồ ngủ dễ thương nè. Đây mấy bộ đồ ngủ dễ thương nè, để mua đồ ngủ cho Chay nè cô chú. Ồ, mấy cái này mà mùa đông ngủ là hồi im luôn, quá im luôn á. Cái bộ đồ này đang được giảm giá luôn nè, 15 đồng mà giảm giá còn có 10 đồng một bộ. Mà cái này là mặc mùa đông là im luôn, quá im luôn á cô chú. Có con cừu con đồ là 2 bộ là 10 đồng là 2 bộ là 230 ngàn á. 250 ngàn á. Cái này 2 tuổi, có cái nào 3 tuổi không đây? Cái này 3 tuổi nè. Đó, 3 tuổi ha, 3 tuổi của Chay nè. Mà cái áo này sợ mọi người giặt là cái áo này nó nhỏ lại nè. Đó. Unicorn nè, mua cho Chay bộ ha, còn bộ nào nữa không ta? Này con cừu nữa đi, 3 tuổi có thêm bộ này nữa đi. Bây giờ nè, bây giờ Chay cầm máy Chay quay phim cho mẹ nha. Dạ. Ok, bây giờ mẹ sẽ rinh thùng nước rồi Chay quay cho mẹ nha. Be careful mẹ ơi. Be careful mẹ biết rồi, nhưng mà bây giờ con thấy mẹ chưa? Dạ. Thấy chưa? Rồi bây giờ mẹ rinh thùng nước nha. Dạ. Rinh thùng này nha. Dạ. Không. Thùng nào? Thùng này hả? Dạ. Ok, thùng này nha. Không. Thùng này hả? Không. Thùng nào? Thùng này nha. Không. Chứ thùng nào? Thùng này nha. Big one. Big one? Big one? Yeah. Ok. Rồi, đinh nè. Rồi đó. Rồi quay Be careful, mommy. Rồi, thùng nữa không ta? Mua thêm thùng nữa không? Không. Dạ. Ok. In here, mommy. Rồi, quý. Mẹ, in here, mẹ. Thùng này nha. Dạ không, mẹ ơi. Thùng nào? Em thấy kìm ha. Dạ. Ok. Anh, thùng có ba. Hả? Thùng có ba. Thùng có ba phải không? Rồi. Rồi, bỏ vô đây nè. Đó, mua nước xong rồi bây giờ nhà hết cái chén dĩa nhựa. Bây giờ mình sẽ mua chén dĩa nhựa, cậu con nó ngồi nó lắc kìa. Ồ sao bé không lắc? Ủa, mấy cái dĩa nhựa mà mình thích đâu rồi ta? Mấy cái dĩa nhựa mà phải thiệt là cứng á. Cái gì đây? Cái này mềm lắm, mấy cái này mềm lắm. Dạ
đúng rồi, mềm lắm. Để coi phải cái này không ta. Ủa sao ai gỡ cái này ra rồi. Nhưng mà phải cái đĩa này. Đúng rồi, cái này cứng nè. Rồi, cái này nè. Ngồi bên đây. Đúng rồi, ngồi lên. Đó, rồi giờ gì nữa ta. Giờ đi mua sữa cho ba. Với lại mua sữa cho chay. Sữa cho ba nữa mẹ ơi. Sữa cho ba nữa, đúng rồi. Sữa cho ba nữa mẹ ơi. Mẹ biết rồi. Có qua rồi mẹ ơi. Ừ, ba có sữa rồi. Trời, cái này cái thùng này sao ra rẻ nè. Thùng nước cam nè, giảm giá được 5 đồng luôn. 30 chai mà chỉ có 7 đô thôi. Trời đất ơi. Mà chay là thôi, không có uống. Không có đó đâu. 30 chai mà có 7 đô thì tính ra không, không biết có nước cam trong đó không á. Đối với mình họ là chay, mẹ mua này về cho con ăn nha chay. Any special nước Việt nào mẹ thích ăn này nè. Cái nào giờ mẹ chưa bao giờ mua nè. Ủa mà này nhiều quá. Costco. Mà bữa nay Costco hết cho loại những cái loại đồ ăn mà đông đông người tới hả ta. Trời ơi, xe đẩy nặng ghê luôn á cô chú. Đẩy đúng nặng luôn. Ai mở mẹ ơi. Ai mở không biết, cô chú nào mở ra kỳ ghê thiệt. Rồi quẹo vô đây. Mua sữa với lại mua bơ. Thế vậy ha. Dâu ua thì nhà còn rồi. Mua bơ và sữa. Đây là cô chú hay đi Costco mua nè. Cô chú ở Mỹ thì rất là rành cái này rồi. Bơ đâu rồi. Chay à, chay chay. Không có gỡ ra ra chay. Đây, bơ nè. Bơ nè. Organic salted butter nè. Mua cái loại unsalted chứ quên không. Mua cái loại mà không có mặn á. Đây. Quên nè. Má be careful mommy. Hâm 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 mẹ ơi. Cái gì? Cái khác mẹ ơi. Trời. Giống nhau. Giống nhau. Ây da, lấy cái này nha. Dạ. Giống nhau. Ủa, cái chiếc xe này nó nặng dữ lắm luôn, mọi người đẩy đi muốn không nổi luôn. Đây là cái hàng bán toàn là bánh mì. Đây. Mẹ ơi. Rồi thấy rồi, thấy rồi, đừng có la sùm. Mẹ ơi nè. Đúng rồi, mẹ thấy rồi. Con có ăn mấy cái bánh này không chay? Không muốn này mẹ ơi. Muốn nào? Để mẹ coi cái bánh nào healthy. Cái này healthy không? Gì mà sợ con không ăn á chay chay rồi. Không mấy bánh đằng kia không? Dạ. Mấy bánh sau lưng con nữa kìa. Bánh đó là dark chocolate coconut. You want this? Dạ. Are you sure? Dạ. Mới mở. Dạ mà mẹ mở con. Không không, để từng nào ra tính tiền mới mở được. Rồi giờ lại lấy sữa cho ba là xong ha. Rồi ơi, cái xe nặng quá. À, sữa của ba chay là thường thường nằm ở trong mấy cái quầy mà thuốc vitamin rồi nè mọi người nè. Người đã thuộc tình đã khác trước kia quá nhiều. Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu. Nếu người ta đã không cần nữa. Oh my god, thank you so much. Thank you, thank you. Có được không? Ngọc để cái này trong túi của Ngọc á. Ngọc làm rớt, chú này chạy lại đưa. Trời đất ơi. Đây nè, đó, túi cứ để vậy nè. Bỏ tùm lum, cứ bỏ đằng sau vậy nè. Trời ơi, làm rớt. Trời ơi, con thấy chú đó không? Con thấy chú đó nice không? Yeah, I dropped this on the floor. And I didn't know it. And then he picked it up. He ran over to me and gave it back to me. You see how nice he is? Con thấy chú đó có tốt không? Mẹ làm rớt mà mẹ không biết mẹ làm rớt luôn. Xong rồi chú chạy theo mẹ, chú đưa cho mẹ cái bóp của mẹ nè. Con thấy chú có phải là một người tốt không? Mai mốt con phải làm y chang vậy nghe chưa? Ai làm rớt đồ con phải lụm đồ rồi trả lại cho người ta nghe không? Yeah.
Hay quá, chú hay quá luôn. Tôi cứ lo đi cầm đi quay đi nói không mà. Ừ đúng rồi, chú dí theo mẹ, chú đưa cho mẹ đó. Ờ chú quá nice luôn. He's a kind person. He very very nice. Chú rất là giỏi luôn. Rồi đây nè. Rồi. Con có muốn uống thử cái đó không? Cái này là organ hả? Organ grass fed gluten free. Soy free. Nên em coi cái này không biết uống có tốt không chay ơi. Ba này không biết uống tốt không á. Rồi quay giùm cho mẹ coi, quay giùm cho mẹ lấy. Rồi đây nè, mày lấy thùng này nè, cái này cho ba. À dạ. Lấy thùng này nha. Không không không. 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 Mà blue mẹ ơi. Mà blue hả, hồi nãy hả? Dạ. Không, ba không uống cái này, ba uống cái này thôi à. Không sao. Trời ơi, còn có 2 thùng thôi đó. Còn có 2 thùng, bây giờ lấy thùng nào? Thùng này hay thùng này? Thùng này. Thùng này phải không? Giống nhau. Không phải giống nhau mẹ ơi. Rồi giống nhau. Đó. Bỏ tay mẹ ơi. Bỏ đây, ok, bỏ đây. Chocolate. Không, trả chocolate lại. Rồi. Ok. Rồi xong rồi, bây giờ đi về nè cô chú ơi. Ồ, cũng muốn đi đi store hả? Rồi bây giờ chay lúc nào cũng biết đó, cầm cái tờ giấy để đưa cho cô chú đó. Chú này đã đứng kiểm tra là số lượng bao nhiêu trong xe và số lượng bao nhiêu trong tờ giấy cho nó đúng á. Giờ bây giờ đi ra xe bỏ đồ vô xe, trời đồ này bữa nay là đem vô là đuối đơ đúng không cô chú, toàn đồ nặng. Cái gì? Cái đó là cua đó con. Cua nằm ở đó chứ, ở đâu còn hỏi cua đâu. Cô chú quay quay mẹ bỏ đồ vô. Lẹ lên. Rồi bây giờ sẽ bỏ đồ vô trong. Cái này là mấy cái chuyện này là Ngọc làm không á, tại vì chồng Ngọc đi làm mà. Ngồi đó nha chưa, ngồi đó mẹ. Rình nước lên nha chưa. Thank you for mommy. Rồi, rồi đi xuống. Chạy cứ đi vô. Đi vô xe. Rồi, Ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Trời ơi, Hên dễ sợ luôn, đi mà rớt cái bóp mà không biết luôn. Hên là chú kia chạy tới lấy chú hồi chứ không thấy, là không biết cái bóp ở đâu luôn, mà chạy vòng vòng Costco kiếm không biết sao luôn. Thật là may mắn, cảm ơn chú đó rất là nhiều. Nhờ chú đó mà Ngọc cũng có thể dạy cho chay được một cái bài học là mình phải giúp đỡ người khác, rồi mình không có tham. Nhưng mà cái điều đó là cũng là một cái thông điệp để gửi tới tất cả mọi người luôn. Nếu mà mình làm việc tốt á, thì những điều tốt á, sẽ đến với mình. Hy vọng là cái chú đó, Ngọc sẽ không gặp lại chú đó nữa. Nhưng mà sau này á, trên cái đường đời á, sẽ có một cái người nào đó tốt sẽ giúp chú lại một lần nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là một cái ngày của Ngọc với chay đi chợ, đi búa, mua nước, mua sữa, mua khăn, mua dĩa giấy, dĩa không, rồi tôi tùm lum hết đó. Đó, chồng Ngọc anh đi làm, thì Ngọc ở nhà là Ngọc đi làm, đi mua chợ búa, mua mấy cái đó rồi vậy đó. Rồi về nhà xếp xếp rồi này kia xong. Mẹ ơi. Dạ chị hai, đi ra chào cô chú nè. Ok mẹ ơi. Ok đi, ok đi ra chào lẹ nè. Thích ghê luôn, có mấy trái này dựng dựng ở đây ngồi thích ngồi kế bên đó vậy đó, chứ không có làm gì hết. Thì thôi bây giờ Ngọc sẽ tiếp tục rinh đồ vô và sẽ kết thúc một cái video clip một cái ngày nay cho mọi người xem. Rất là may mắn được không có bị mất cái bóp với lại
nói chung là không có gì rối hết. Rồi xong, nói chung là thật sự rất là may mắn. Chào cô chú đi. Rồi, cảm ơn con gái bé nhỏ đã phụ mẹ nha chưa. Phụ mẹ quay video, phụ mẹ đẩy đồ vô đây vô nhà, rồi phụ mẹ cầm đồ đồ này kia nha chưa. Mẹ cảm ơn con. Rồi con nhớ hồi nãy cái chú đó mẹ làm rớt cái bóp tiền, chú đó đưa tiền lại cho mẹ không? Chú đó làm sao? Chú là một người sao? Số 1 hả? Chú đó tốt không? Đúng rồi, chú đó đâu có lấy của mẹ đâu, chú đó trả lại cho mẹ nha. Là mai mốt con thấy ai làm rớt cái gì con kêu người ta rồi con lấy lại con đưa cho người ta nha. Trời ơi, con chỗ này rồi con đó con làm hư, con phá hư rồi, con đi gỡ hết rồi. Thôi bye bye cô chú đi, chúc mọi người có một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. À mẹ ơi. Không sao. Thôi rồi. Thôi đi lên. Đi lên đi dọn đồ vô với tụi tôi đi chị hai. Đi. Ôi trời ơi. Hả mẹ ơi. Không sao. Nè. À cho cô chú coi hả? Dạ. Con cho chú chơi đồ chơi. À con cho cô chú coi con chơi đồ chơi. Cái bằng chân. Cái bằng chân và thấy giống không? Kristoff nè. Cháu vô cái bằng chân. Kristoff nè. Kristoff nè, rồi ai nữa? Đứa Anna nè. Anna đâu? Snowflake nè. Snowflake là bông tuyết, đúng rồi. Dán Olaf nè. Olaf, dán Olaf vô đó, rồi sao nữa? Elsa nè. Elsa nè, rồi ai nữa? Chú đó là ai? Cái Chú đó là ai á? Cái nè. Con ngồi đâu mẹ ơi? Mẹ có biết đâu con chơi mà con hỏi mẹ. Mẹ ngồi đâu mẹ ơi? Hả? Nãy ra mẹ ơi. Mẹ không biết luôn á. Con đó. Tới ai? Ai á? Anna. Rồi, ai nữa? Snowflake again. Snowflake again là bông tuyết nữa. Rồi, ok, bye bye cô chú. Không phải. Không phải sao? Con dơ lên cho cô chú coi. Dơ lên cho cô chú coi, dơ lên. Đó, chơi dán xong rồi nè cô chú, đẹp không? Không phải mẹ ơi, cái cất. Không phải cất chứ làm sao? Rồi bye bye cô chú nha. Không phải. Chứ làm sao? Cái kia. Rồi bye bye đi chứ cũng không phải mấy gì. Mẹ ơi mẹ, cái này. Cái này sao? Cái này. Cái này. Mẹ ơi. Gì? Mẹ nghe Anna mẹ ơi. Anna với lại Elsa là chị em giống nhau, đúng rồi. Mẹ với con có giống nhau không? Không. Ủa con mẹ không giống nhau hả? Dạ. Con mẹ khác nhau hả? Dạ. Khác chỗ nào ạ? Khác chỗ nào? Mẹ với con khác nhau chỗ nào? Có này. Có này là nào? Fiber sao? Fiber. Nhưng mà mẹ với con khác nhau chỗ nào? Là mẹ đẹp hơn trai phải không? Yeah. Mẹ đẹp hơn trai phải không? Yeah. Rồi mẹ đẹp hơn trai. Bye bye. Không phải bye bye với upside down nè. À bây giờ nói cho cô chú nghe ai hát hoa nở không màu hay nhất? Mẹ. Ai hát Let It Go hay nhất? Trời. Trời. Rồi ai hát đúng cũng thành sai hay nhất? Mẹ. Cô nào, cô Mỹ gì? Cô Mỹ Trâm. Đúng rồi. Bye bye. Không phải bye bye cái. Không phải bye bye mẹ. Rồi chưa bye bye rồi, tiếp đi. Mẹ. Oops, không phải. Ai hát hoa nở không màu hay nhất? Mẹ chửi con. Mẹ chửi con rồi, có cô này là ai đây? Elsa. Elsa, dán Elsa vô rồi. Không phải dán Elsa, chuyện với Elsa mẹ ơi. À nói chuyện với Elsa. Hello Elsa. Anna đang làm gì đó? Hello, Du khỏe không? Du khỏe. Anna khỏe không? Dạ, khỏe. Giỏi. Anna ăn cơm chưa? Không. Sao không ăn cơm? Anna ăn kẹo chưa? Dạ, không. Anna uống nước chưa? Không. Ủa, chứ làm gì? Sao gì đều không làm vậy? Anna buồn ngủ chưa? Không. Ủa, chứ làm gì? Con tích kè. Hả? Thôi bye bye cô chú đi, nó xạo quá. Đi! Cái gì? Mẹ chơi con. À, mẹ chơi con rồi, nhưng mà mẹ bye bye cô chú nha. Không. Vì sao vậy? Bye bye bye. Rồi, đi chơi nha, rồi. Đi nè, Anna với Elsa đi gặp nhau nè. Không
Christopher. Có Christopher nữa. Cái đó là Olaf. Rồi rồi, hỏi anh nè ơi, anh nè ăn cơm chưa? Thôi mẹ đi, mẹ nè, mẹ có điện thoại cô chú gọi mua nhiều hoa ngày tay nè, đây nè, thấy không? Con chơi, ngồi con ngồi đó con chơi đi nha.